Tổng giám đốc không có mã QR để đi xe sao? Tôi chưa từng đi xe buýt. Anh đang khoe khoang với tôi chứ gì? Nhưng mà tôi có thể chỉ ai đó mà thử một chút. Chạy xe kiểu gì vậy? Thiệt là không cần chỉnh nữa đâu. Đẹp trai rồi. Cà vạt lỏng rồi. Sớm biết vậy đã gọi xe qua. Lỏng chỗ nào chứ? Để tôi giúp cho. Tôi đã dùng rồi. Cây Thành, sao cô chưa tăng làm? Em vừa chào qua nhan, nên tranh thủ dùng ít thời gian để tìm hiểu về công ty một chút, cũng chuẩn bị chu toàn cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm sau này. Vị này là người đã tổ chức buổi tiệc từ thiện đúng không? Sao cô ấy lại ở trong công ty? Thì ra Tây Thành chưa giới thiệu tôi với cô. Tôi và Tây Thành đã quen nhau từ rất lâu rồi. Là bạn cũ. Hôm đó cô ấy vừa vào Quan Nhan, tôi dẫn sếp cố. Em còn có vấn đề cực kỳ quan trọng muốn được chỉ bảo. Khi nào anh ăn xong, em quay trở lại hỏi anh được không? Nè, sếp cố, tôi không ăn nữa đâu. Anh từ từ thưởng thức nha. Nè, hey hey. Không gọi cho mình luôn, cũng không giải thích cho mình luôn. Rõ ràng là không coi trọng cảm nhận của mình mà. Cái gì mà bạn cũ nhiều năm không gặp chứ? Xem ra hai người họ có điều mờ ám rồi. Vậy mà An An còn nói anh ấy thích mình nữa chứ. Chào cô, bữa ăn của cô đã có rồi đây. Cảm ơn anh. Cô Trương,
Hi hi. Phó Bát Nhã, buổi tối chị ăn mấy thứ này thôi sao? Vốn chỉ là có đồ ăn ngon hơn, nhưng mà không nuốt nổi. Vậy làm sao mà được? Vẫn nên ăn gì ngon ngon một chút. Tôi mời cô nha, ăn bít tết hoặc là ăn mì Ý. Không cần đâu, tôi ăn bánh mì là được rồi. Hi hi, cô ở nhà họ cô có ổn không? Ý của anh là chuyện tôi thay thế chị của tôi. Bà nội và dì Mai rất tốt với tôi. Cố Tây Thành thì ráng chịu vậy. Anh không cần lo cho tôi đâu. Dù sao thì tôi ở nhà họ Cố một thời gian thôi. Và bà khỏe lên rồi thì tôi sẽ kết thúc việc hợp tác với Cố Tây Thành mà. Thật sao? Chỉ cần bà khỏe mạnh, cô có thể bình an rời khỏi nhà họ Cố. Hi hi. Dù hiện giờ tôi vẫn không rõ rốt cuộc cô và Cố Tây Thành ra sao, nhưng tôi vẫn có câu này muốn nói. Tôi hy vọng là cô biết là tôi luôn quan tâm tới cô. Có khó khăn gì cô có thể nói với tôi. Cô cứ thoải mái chia sẻ với tôi đi. Giống như là buổi đấu giá ngày hôm trước, cô nói cô phải lấy lại chiếc vòng cổ đó, cũng có thể tìm tôi mà. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình Cố Tây Thành giúp được cô đâu. Tôi cũng có thể. Cảm ơn nha. Được rồi, những lời nên nói tôi cũng đã nói xong. Bây giờ tôi nghĩ cô sẽ muốn yên tĩnh một mình hơn. Cô cứ nghĩ cho kỹ đi. Tôi đi trước. Nhớ đó, có bất cứ chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi. Tôi mong cô càng ngày càng tốt hơn. Cũng mong cô có thể sớm ngày rời khỏi nhà họ Cố, làm chính mình một lần nữa. Ăn cơm đi nha. Tạm biệt. Làm tôi nhăn hề một lần nữa. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không biết rốt cuộc thì cuộc phẫu thuật của mẹ có suôn sẻ hay không. Lén lút tuyển bạn cũ vào công ty làm gì thì thôi đi. Đã vậy còn khiêu khích mình nữa. Rốt cuộc lấy gì đây? Người lười bắt xe buýt du xuân, người đàn ông của nữ hoàng. Người đàn ông của nữ hoàng sao? Nghe cũng ghê gớm quá. Đây là những thứ gì vậy? Linh tinh gì chị không biết? Hey hey, cháu về rồi sao? Bà nội, sao bà chưa nghỉ? Bị thằng nhóc này chọc tức rồi, còn ngủ nghỉ gì nữa? Cháu coi đi. Dạ sao vậy? Để cháu xem. Cháu xem đi. Từng là bạn cũ. Nam Cung Lưu Ly gia nhập Hoa Nhan, liệu có phải là bạn cũ thân thiết? Từng là bạn cũ sao? Cháu nói coi, thằng nhóc này, nó đột nhiên tuyển một cô gái vào công ty, cũng không bàn trước với cháu, còn để cho báo chí viết loạn lên như vậy. Bà ơi, đây toàn là tin lá cải thôi, cháu không để ý đâu. Cháu không để ý, nhưng bà để ý. Nam Cung Lưu Ly đó, cô ta không có việc gì thì không tìm tới đâu. Chắc chắn là nhắm vào Tây Thành. Hề hề, cháu là người con gái bên cạnh Tây Thành. Không lẽ cháu dung túng cho họ ngày ngày liếc mắt đưa tình ở chốn công sở hay sao?
Tục ngữ có câu, gần quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Bây giờ cháu không thể chỉ ở nhà được nữa. Cháu tới Hoa Nhan làm luôn đi. Cháu, chính là cháu. Ngày mai bà sẽ cho người sắp xếp cho cháu ở cạnh Tây Thành, để cho cháu trông chừng thằng nhóc này cho bà. Tuyệt đối không để cho người ta chen chân vào giữa các cháu. Quyết định như vậy đi. Mình cũng đến Hoa Nhan làm việc. Bà nói đúng đó. Lỡ cố Tây Thành và Nam Cung Lưu Ly thực sự có gì đó, mình cũng hết cách thực hiện hợp đồng thay Hạ Cẩm Hề. Như vậy thì rắc rối lớn. Mình sẽ canh chừng bên cạnh cố Tây Thành, xem người bạn cũ kia của anh ta có thể làm trò gì. Nếu như họ gây ra những chuyện gì quá giới hạn, vậy thì để nữ hoàng Tô Cẩm Hề ra đây tiêu diệt ngươi. Cô làm gì vậy? Đang thay ánh trăng để mà tiêu diệt người xấu. Mọi chuyện bà đã đích thân trao đổi với tôi rồi. Cô yên tâm đi. Có thể giúp cho tình cảm với cô và anh ấy thì tôi sẽ không từ chối. Bây giờ tôi là người của cô. Không cần làm lố như vậy đâu. Tóm lại chúng ta phải chiếm ưu thế tuyệt đối từ vị trí. Vị trí mà tôi cho cô tên là trợ lý đặc biệt của tổng tài. Vậy tôi cần làm cái gì? Đây là vị trí được làm riêng cho cô. Đi theo anh ấy 24 giờ, chăm sóc anh ấy 24 giờ, giám sát anh ấy 24 giờ luôn. Hiểu rồi. Vậy chừng nào tôi mới bắt đầu được? Liền luôn đi. Phương án cô viết có thể thực hiện, cứ theo đó mà làm. Nhưng cần chú ý một chút. Cô có thể suy nghĩ thêm một chút về chất liệu bao bì. Sao vậy? Không có. Em chợt nhớ ra, em luôn không nhanh nhạy với mảng bao bì cho lắm. Từ lúc học đại học đã như vậy. Nhớ có lần em nộp một bài thiết kế, lê quay suốt, em cũng không tìm được chất liệu phù hợp, cho nên đã khóc. Vẫn là anh thức trắng mấy đêm giúp em tìm nguyên liệu thích hợp. Ở công ty đừng nhắc mấy chuyện này nữa có được không? Sếp à, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc đã tới làm việc rồi. Đưa tới cho anh luôn đây. Cô Hạ muốn làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Đúng là khiến cho người ta bất ngờ đó. Cô Nam Cung, chuyên gia trang điểm nổi tiếng nước ngoài, còn sẵn lòng làm việc tại tập đoàn Hoa Nhan, thì sao tôi không thể tới đây giúp sếp cố chứ? Chưa kể Tây Thành là người có ơn với tôi, còn thay tôi thắng ở đấu giá chiếc dây chuyền tôi yêu thích nhất. Chẳng qua chỉ là một chiếc dây chuyền thôi mà. Tôi còn chưa cảm ơn sự ủng hộ của cô Hạ và sếp cố với buổi tiệc từ thiện của tôi. Không cần cảm ơn đâu. Sếp cố là vì lợi ích mà các bé nhận được từ buổi từ thiện, chứ đâu phải là vì cô Nam Cung. Nếu sếp cố bận việc ở đây, vậy thì em đi trước. Em sẽ hoàn thành công việc đúng hạn, rồi đem báo cáo tới cho sếp cố. Được. Gió điều hòa ở phòng tổng giám đốc to quá. Còn riêng chị giấm chua này làm cho tôi ê cả răng luôn. Biến đi. Được rồi. Nghe lén là phạt tăng ca đó. Cô sếp cố, sau này chúng ta phải dính lấy nhau 24/24. Anh đừng có chê tôi phiền phức đó nha.
Và dĩ nhiên là tôi sẽ cùng với anh làm bất cứ chuyện gì. Hạ Cẩm Hề, hôm nay cô ăn nhầm thứ gì vậy? Đâu có. Tôi đã quyết tâm rồi, dốc sức giúp đỡ sếp cố hoàn thành công việc. Bàn làm việc của tôi ở đâu ta? Ở bên đó phải không? Được rồi, tôi sẽ tự lo liệu tất cả. Việc gì tôi cũng sẽ làm hết. Tôi sẽ cùng làm việc chung với anh. Người đàn ông của nữ hoàng. Nắm chặt trái tim của anh ta, sau đó bỏ rơi anh ta, giày vò anh ta, ngược đãi cả thân thể và trái tim của anh ta, đảm bảo anh ta chết đi sống lại vì bạn, một lòng quyết tâm. Tôi phải ra ngoài gặp khách. Cô có muốn đi chung không? Sếp cố, xe của anh hư rồi sao? Phải. Bên này là khu thương mại, xe công nghệ đã xếp hàng dài rồi, cho nên chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là phương tiện công cộng, đi xe buýt. Đi xe buýt. Gần công ty của chúng ta đúng lúc có xe buýt đi qua công ty đối phương. Bây giờ thì đi xe buýt một cái là tới nơi rồi, chắc chắn không tới trễ đâu. Sếp cố, chắc không phải là chưa từng đi xe buýt. Ai nói cô? Vậy chắc là sợ chen chút làm hư vest của anh. Đi. Tổng giám đốc, không có mã QR để đi xe sao? Tôi chưa từng đi xe buýt. Anh đang khoe khoang với tôi chứ gì? Nhưng mà tôi có thể chỉ ai đó mà thử một chút. Chạy xe kiểu gì vậy? Thiệt là.
không cần chỉnh nữa đâu. Đẹp trai rồi. Cà vạt lỏng rồi. Sớm biết vậy đã gọi xe qua. Lỏng chỗ nào chứ? Để tôi giúp cho. Chứng Chấp cuốn, anh vẫn ổn chứ? Cô cảm thấy, cô cảm thấy tôi có ổn không? Công nhận nha, tôi cảm thấy bộ này còn đẹp hơn là bộ ban nãy nữa đó. 80.600 tệ, tôi sẽ kêu kế toán ghi vào thẻ lương của cô. Chấp cuốn, tôi thấy bộ 3.600 kia đẹp hơn, chúng ta quay lại đổi đi. Đi, trễ rồi. Đi thôi. Sếp Cố, phương án thiết kế của chúng tôi đã đổi mới toàn bộ bao bì sản phẩm của Hoa Nhan, dựa theo đặc tính sản phẩm của quý công ty. Bây giờ mời mọi người xem qua phương án đổi mới của chúng tôi. Sếp Cố, mời anh. Sếp Tôn, tôi vô cùng vừa ý cái phương án kế hoạch lần này. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, có thể khiến cho sếp Cố hài lòng. Đó mới là vinh hạnh của chúng tôi. Hợp tác vui vẻ. Tôi xin phép nha. Alo. Nè anh, hai người xong việc bên đó chưa? Em đang trên đường đó. Bây giờ đi đón hai người nha. Màu sắc cũng rất tuyệt vời, thay đổi rõ rệt so với trước đây. Thôi khỏi đi. Luna. Tại anh đó, không gọi tôi vậy. Lỡ mất chuyến xe cuối cùng rồi. Có sao đâu. Đi bộ một chút cũng rất tốt. Rất thoải mái. Nè Cố Tây Thành, con người của anh nhiều lúc kỳ lạ lắm. Ý cô là sao? Có lúc là tôi cảm thấy anh rất là hung dữ, nhưng mà cũng có lúc tôi cảm thấy anh rất là tốt. Giống như lần đầu chúng ta gặp mặt, anh đã lái xe cứu tôi đó. Cũng giống trong buổi đấu giá, anh đã bỏ ra một cái giá rất lớn lấy sợi dây chuyền cho tôi. Nhưng có lúc ở công ty, tôi có cảm giác là tất cả nhân viên đều cực kỳ sợ anh. Trong công ty tôi là sếp, tất nhiên không thể đối xử với mọi người như nhau. Thực ra cả đời người đàn ông có lúc chỉ dịu dàng với người con gái duy nhất đó thôi. Là ai? Cô nghĩ là ai? Nè chàng trai, mua một bông hoa tặng cho bạn gái đi. Chúng tôi không phải đâu. Lấy một bông đi. Dạ được, cảm ơn. Hai bông đi. Dạ đây, cảm ơn. Cảm ơn. Đây, được rồi, cảm ơn.
không cần đâu. Đưa hết qua cho tôi, tôi thanh toán hết. Dạ, dạ cảm ơn. Được rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cho tôi sao? Ở đây còn người khác hả? Vậy thì tôi nhận đó nha. Cảm ơn anh. Sao tự nhiên lại nghĩ tới việc tìm anh ra ngoài uống rượu vậy? Trước đây ở nước ngoài không phải chúng ta thường uống rượu sao? Sao vậy? Về nước lại không quen nữa hả? Phải rồi. Em thấy Tây Thành và cô Hạ Cẩm Hề đó hình như quan hệ không tầm thường. Trước đây Tây Thành chưa từng có trợ lý đặc biệt hay là thư ký. Anh ấy và cô ta rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Thực ra Hạ Cẩm Hề là hôn thê của cố Tây Thành. Chẳng qua vẫn chưa công bố tin tức nên mọi người đều không biết. Lúc trước khi ở nước ngoài, bà luôn thúc giục Tây Thành tìm bạn gái. Thật không ngờ cuối cùng người giàu cố gia là cô ta. Nam Cung, vị hôn thê nhưng vẫn còn chưa kết hôn, em vẫn còn cơ hội mà phải không? Đúng là em vẫn không muốn từ bỏ cố Tây Thành. Sao có thể từ bỏ được chứ? Bác Nhã, em thấy anh và cô Hạ đó hình như cũng rất thân quen. Mối quan hệ cũng khá khăng khít. Hai người là bạn sao? Đúng, bọn anh là bạn bè. Hai người quen biết chưa lâu, nhanh như vậy đã có thể làm bạn rồi. Hai người hợp nhau thiệt đó. Sếp cố, đây là cách pha tôi mới học được ở trên mạng. Anh nếm thử đi. Thế sao? Khá được đó. Sếp cố, đúng lúc cô Hạ cũng ở đây. Sếp cố, em có một chuyện muốn bàn bạc với anh. Tôi nghe nói là lúc rảnh rỗi, cô Hạ cũng đang làm beauty blogger, còn hợp tác với Hoa Nhan, thành quả cũng rất tốt. Cô quá khen rồi. Cô làm trợ lý cho sếp cố thực sự là phí tài năng. Đúng lúc bộ phận nghiên cứu và phát triển của tôi đang thiếu người, không biết là cô có hứng thú tới giúp tôi không? Bộ phận nghiên cứu và phát triển sao? Đó không phải là bộ phận quan trọng nhất của Quan Nhan đó sao? Về mặt này cô ấy không có bất cứ kinh nghiệm gì. Tôi thấy hay là thôi đi. Đột nhiên muốn điều mình đi, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nhưng nếu mình sang chỗ của cô ấy, ngược lại có thể biết rõ hơn về mục đích của cô ấy, cũng dễ phản công. Tôi muốn đi. Chỗ Nam Cung là một bộ phận cực kỳ quan trọng.
Cô không có bất cứ kinh nghiệm làm việc nào, không đơn giản như là cô nghĩ đâu. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm gì, nhưng nếu có thể cùng học hỏi với giám đốc Nam Cung, tôi nghĩ chắc chắn sẽ học được không ít đâu đó. Về chỗ hành chính, bên chỗ hành chính đích thân em sẽ viết công hàm điều động. Tây Thành, anh có công việc gì cần cô Hạ bàn giao không? Việc thì không, nhưng bớt vui nhiều rồi. Chừng nào tôi qua cũng được. Vậy thì tốt quá. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi làm thủ tục. Được. Cứ như vậy mà đi sao? Bắt đầu từ hôm nay, bộ phận nghiên cứu và phát triển chúng ta sẽ có thêm một đồng nghiệp mới. Mọi người hãy chào đón cô Hạ Cẩm Hề. Chào mọi người, chào mọi người. Trước đây cô Hạ từng làm những công việc tương tự. Mọi người hãy giúp đỡ cho cô ấy nhanh chóng làm quen nha. Không có kinh nghiệm mà vào thẳng vào bộ phận nghiên cứu phát triển luôn. Cái này là đi cửa sau chắc luôn đó. Thì bởi Cẩm Hề à, đây là chỗ của cô. Cô hãy tổng hợp một chút nhu cầu thị trường của sản phẩm mới trước đi. Tổng hợp nhu cầu thị trường, tôi chưa làm bao giờ hết. Có thể làm phiền một người dạy tôi có được không? Này Cẩm Hề, mọi người đều có công việc của mình, tìm hẳn một người dạy e là không hợp đâu. Có chỗ nào không hiểu thì cô cứ hỏi mọi người, hoặc là hỏi tôi cũng được. Xử lý xong xuôi hết thì gửi cho bộ phận sản xuất trước 4 giờ. Được thôi. Phải rồi. Phiền cô nội trong hôm nay thiết kế một bộ phương án bao bì phấn mắt. Ngày mai tôi báo cáo với tổng giám đốc trong cuộc họp. Trong hôm nay sao? Phải đó. Giấc giả một chút, thức đêm đi. Cuộc họp sẽ không quản lại gì bất cứ ai đâu. Cẩm Hề, cô là người rất có tài năng. Tôi không mong cô bỏ lỡ cơ hội này đâu. Cô hiểu chứ? Cảm ơn giám đốc Nam Cung. Không biết bên kia cô ấy có làm mất mặt mình không? Sếp cố, sếp cố. Anh à, khách quý, sao lại tới đây? Đi lung tung thôi. Lần sau trả cậu 2 cái. Sếp cuốn. Được rồi, cứ vậy đi. Thay cái này là được rồi. Sếp cuốn. Sao hôm nay anh đột nhiên có thời gian rảnh tới đây vậy chứ? Vừa mới ăn xong, đi lại hoạt động chút thôi. Sao anh biết là em đang đói? Nè, cái này không ngờ anh vẫn còn nhớ em thích ăn bánh mì kẹp ức gà Tây. Cảm ơn nha. Sếp cố.
có một chuyện rất gấp liên quan tới cuộc họp ngày mai, em phải báo cáo cho anh. Bây giờ anh có thời gian không? Tới phòng làm việc của tôi đi. Cô biết không, hôm nay sếp cố ý mang bữa trưa cho giám đốc Nam Cung đó. Còn nhớ khẩu vị của cô ấy lúc trước nữa. Cảnh phim thần tượng kinh điển không diễn ra trong công ty chúng ta chứ. Đúng là ngọt ngào quá. Cố Tây Thành, trong công ty mà anh dám đóng phim thần tượng nữa sao? Tôi đúng là coi thường anh quá rồi. Chờ khi tôi hết bận đi, rồi anh biết tay tôi. Hạ Cẩm Hề này vẫn chưa tan làm sao? Anh à, tài liệu cuộc họp ngày mai đi. Phó Bát Nhã, cố vấn của Lipman, toàn quyền đại diện phía Đức tham gia cuộc họp, đề xuất ủng hộ và nêu ý kiến về mặt kỹ thuật. Được, biết rồi, cậu về đi. Sao anh còn chưa về vậy? Anh đang chờ người nào đó tan làm đúng không? Bà nội tốn hết tâm tư sắp xếp cho Hạ Cẩm Hề và công ty. Tôi về một mình làm sao ăn nói đi. Hiểu, biến đi. Được rồi. Vào đi. Giám đốc Nam Cung, bản thảo thiết kế của tôi đã xong rồi. Phiền cô xem qua giúp tôi và góp ý, xem có chỉnh sửa gì không. Nhanh vậy sao? Nhu cầu thị trường đã giao cho bộ phận sản xuất rồi chứ? Đã giao trước 4 giờ theo yêu cầu của cô. Được, để tôi xem. Hành tinh Ngân Hà, mắt mèo linh động, 6 kiểu sao. Tốt lắm, tôi rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi thiết kế, thực ra vẫn còn rất nhiều chỗ không hiểu. Không sao đâu, như vậy là tốt rồi. Chỉ là cần chỉnh sửa lại một chút xíu nữa thôi. Vậy đi, cô ở lại, tôi và cô cùng sửa. Như vậy ngày mai có thể đưa ra trong cuộc họp rồi. Trong công việc Nam Cung rất nghiêm túc, nhưng không được lơ là mất cảnh giác. Được, cảm ơn giám đốc Nam Cung. Được rồi, cô ngồi xuống đi. Tây Thành. Alo, Tây Thành sao? Anh tìm em có chuyện gì không? Ngày đầu cô ấy tới làm ở bộ phận nghiên cứu và phát triển. Làm việc sao rồi? Có chỗ nào không làm đúng, mong cô bỏ qua cho. Sếp cố đúng là khách sáo thiệt đó, còn có lòng gọi tới đây. Nhưng mà Cẩm Hề làm việc đúng là có hơi cẩu thả thiệt. Kêu cô ấy nộp tài liệu của bộ phận trước 4 giờ, nhưng lại nhớ thành 5 giờ. Nếu em không nhắc thì cô ấy đã chậm trễ mất rồi. Cô ấy chưa có kinh nghiệm làm việc, cần có thời gian làm quen. Nhờ cô đích thân chỉ bảo thêm, cô ấy sẽ không để cô thất vọng đâu. Sếp cố yên tâm đi, em nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy một cách tử tế. Giám đốc Nam Cung, tôi sửa xong rồi, cô xem qua đi.
Không sao, trễ vậy rồi, cô hãy về đi. Gửi cho tôi sửa giúp cho cô. Vậy làm sao mà được? Đây là công việc của tôi, làm trễ tới mấy cũng là nên làm thôi. Ngày đầu cô đi làm, có người dặn dò tôi phải chỉ bảo cô đàng hoàng đó. Tôi làm là chuyện đương nhiên thôi. Cô về đi. Tôi ở bãi đỗ xe. Vậy tôi về trước nha. Được. Sao anh biết tôi vẫn tăng ca? Khi nãy bàn chuyện công việc với Nam Cung Lưu Ly, cô ta có nói. Là vậy hả? Anh ấy là tìm Nam Cung Lưu Ly rồi mới tiện thể nhắc tới mình sao? Nghĩ gì vậy? Không có gì, công việc thôi. Mới đi làm có một ngày mà chuyên tâm vậy sao? Tất nhiên rồi, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Nếu đã vào bộ phận nghiên cứu và phát triển thì tôi phải làm phần việc của mình tốt nhất có thể. Ngày kia báo cáo bộ phận, anh đừng bao giờ gì đó là phương án tôi làm mà giơ cao đánh khẽ. Vậy thì cô xem thường giám đốc điều hành của Qua Nhan rồi. Phương án 4, Miêu Nhãn Linh Châu. Trên đây là phương án thiết kế bao bì bên ngoài của giám đốc Nam Cung Lưu Ly thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển. Nhóm nghiên cứu thật sự rất là giỏi, bốn bộ thiết kế đều rất đẹp. Cảm ơn. Nhất là thiết kế Miêu Nhãn Linh Châu này lại càng có tính đột phá hơn. Ngoài kỹ thuật điêu luyện, còn dung hòa rất nhiều yếu tố mang phong cách của Trung Quốc, phù hợp với bộ sưu tập mới của công ty chúng tôi. Những thiết kế này đều là ý tưởng của cô sao? Phải đó sếp cố. Bốn thiết kế này đều là ý tưởng sáng tạo của em. Em chỉ đạo bộ phận nghiên cứu và phát triển thức mấy đêm liền mới có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc như vậy. Chúng em sẽ tiếp tục cố gắng. Giám đốc Nam Cung, sao cô không nhắc tới chuyện Mao Nhãn Linh là thiết kế của tôi trong cuộc họp? Cẩm Hề, cô nghĩ là tôi cố ý không nói sao? Ý tôi muốn nói, ý tưởng này vốn là do tôi đưa ra kia mà. Nếu cô nghĩ như vậy thì khiến tôi buồn đó. Mỗi một phương án này đều là tâm huyết của mỗi một người trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của chúng ta. Nếu tôi nhắc một mình cô thì người khác sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, phương án này không phải chỉ là ý tưởng của mình cô mà cũng có công sức của tôi, có đúng không? Tôi biết cô rất có hứng thú với lĩnh vực này, cho nên cô cứ thử sức. Bây giờ tác phẩm đã được Tây Thành công nhận rồi, đây mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Ai bỏ công sức ra thì phải có tên người đó. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều như vậy hết thôi, muốn được công bằng. Cẩm Hề, có lẽ cô chưa từng làm việc trong một tập thể lớn như vậy. Đừng tưởng cứ tiện tay chỉnh màu rồi photoshop, sửa vài con chữ thì gọi là làm việc. Hay cô nghĩ mình là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc? Hoặc là cô có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc, nên tôi phải chiếu cố tới cô nhiều hơn. Tôi thân thiết với anh ta hồi nào đâu? Sếp cố, sếp cố đừng hiểu lầm, Cẩm Hề là đang nói chuyện công việc với em thôi.
Nếu là việc của bộ phận nghiên cứu phát triển các cô, thì về khu vực làm việc các cô mà nói đi. Nếu không phải thì tôi hy vọng không có nhân viên nào bằng việc riêng trong công ty. Tôi không có bàn chuyện riêng gì hết. Tôi chỉ muốn chứng minh thiết kế miêu nhãn. Được rồi, tôi còn có cuộc họp qua điện thoại. Về bộ phận của các cô đi. Nhìn thấy chưa? Thiết kế của ai có quan trọng không? Tổng giám đốc sẽ không quan tâm đâu. Giám đốc Nam Cung, chiều nay tôi có thể xin nghỉ không? Xin nghỉ, lý do là đau gan. Cứ vậy đi. Dạ được. Anh làm việc đi nha. Cố Tây Thành không thèm nghe mình nói gì hết, lại còn tin tưởng Nam Cung Lưu Ly. Cô ta là giám đốc thì đáng được tin tưởng hết mọi thứ sao? Giờ cho đâu mà nghĩ mình không thiết kế được kia chứ. Alo, là tôi đây. Hạ Cẩm Hề, mẹ sao rồi? Lâu rồi không liên lạc. Tình hình nhà họ Cố sao rồi? Cô không để lộ sơ hở trước mặt Cố Tây Thành chứ? Mọi thứ đều rất là ổn. Cô còn chưa trả lời tôi rốt cuộc mẹ sao rồi. Cho cô coi mặt mẹ một chút đi. Mẹ còn khó chịu không? Sức khỏe hồi phục sao rồi? Được rồi, mẹ thì cô cũng nhìn thấy rồi đó, yên tâm đi. Bây giờ điều quan trọng nhất là nhiệm vụ của cô. Chỉ cần cô làm suôn sẻ thì tôi đảm bảo là mẹ sẽ sống rất thoải mái. Rốt cuộc thì khi nào cô mới về đây? Alo. Alo. Hey, hey. Cô ổn không? Tôi không sao. Nếu khó chịu thật thì đừng có nhịn nữa. Tôi có đem sẵn khăn giấy đi. Tôi không sao thiệt mà. Bất cứ ai cũng sẽ có lúc buồn. Điều này rất bình thường. Nhưng mà cô buồn như vậy là vì Cố Tây Thành hay sao? Thôi được rồi, không hỏi nữa. Tôi cũng không biết là bởi vì không công bằng hay là vì anh ta. Không công bằng thì là chuyện công việc tôi tự giải quyết được rồi. Vậy đi, tôi đưa cô tới một nơi rất vui. Một nơi rất vui sao? Vào đi. Có chuyện gì nói ngắn gọn thôi. Được, ông chủ. Anh và bà chủ sao vậy? Cô ấy ra ngoài với Phó Bát Nhã đó. Được, tôi biết rồi. Vậy em đi nha.
Sư cố phải ra ngoài sao? Đang trong giờ làm việc đi đâu chứ? Anh không lo cho Cẩm Hề hả? Nhưng mà tôi nghe nói cô ấy và sếp phó cũng khá thân thiết. Có anh ta đi cùng Cẩm Hề, sếp cố cũng không cần phải lo lắng. Không phải cô tìm tôi có việc sao? Mau nói đi. Được. Câu lạc bộ vui vẻ, cái tên nghe hay thiệt đó. Nhưng mà chỗ này có thể điều chỉnh tâm trạng thật sao? Tất nhiên rồi. Sao đây? Không tin tôi hả? Tất nhiên là không phải. Tôi nói cho cô biết, chỗ này có một loại ma lực rất kỳ lạ. Chỉ cần cô tới đây thì tất cả những áp lực, đau khổ hay phiền não đều tan biến đi hết. Ấu trĩ. Đi thôi. Cảm ơn. Cũng được đó. Cùng chơi thôi. Giải thưởng cao thủ câu cá 20 pound cá ngừ. Nếu là việc của bộ phận nghiên cứu và phát triển các cô, thì về khu vực làm việc của các cô mà nói đi. Đừng nói chuyện riêng ở đây. Cố Tây Thành, anh đi chết đi. An An, đang làm gì vậy? Ăn mì gói. Ăn mì gói hoài không tốt đâu. Cô có muốn đi ăn cùng với tôi không? No rồi. Hôm nay Hà Cẩm Hề đi làm, hình như đã phải chịu ấm ức rồi đó. Gửi định gì? Tôi sẽ tới gặp cô ngay. Anh An, anh làm gì vậy? Làm tôi hết hồn. Cuối cùng cũng gặp được cô. Ăn gà rán hay sushi? Tôi mua rồi nè. Tôi không ăn gì hết. Anh nói nhanh đi, Hề Hề bị làm sao? Thực ra thì tôi cũng không rõ với họ có chuyện gì. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chắc chắn là Cố Tây Thành đó. Anh ta và cô bạn cũ kia mờ mờ ám ám thì đã đành. Nhưng nếu anh ta dám động tới Hề Hề dù chỉ một chút thì tôi không tha đâu. Nè khoan đã. Đã đành. Ý cô anh ấy và Nam Cung mập mờ với nhau không quan trọng. Ý của tôi muốn nói, Cố Tây Thành cũng không có tình cảm gì với Hề Hề của nhà chúng tôi. Hề Hề của nhà chúng tôi cũng vậy. Mọi người sống chung hòa bình là được rồi. Nhưng mà nếu như anh ta dám ăn hiếp Hề Hề của tôi, vậy thì tôi tuyệt đối không nhịn đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy họ có tình cảm với nhau đó. Bọn họ chỉ là đang khiêu khích nhau thôi. Hay là mình giúp họ đi. Ý của anh là bọn họ thích nhau thật sao? Dễ thương quá.
Nghĩ gì vậy? An An, đừng có quấy rầy tôi làm việc. Hôm nay tới đây thôi. Ý tưởng của cô tôi xem rồi, chi tiết cô tự nắm là được. Nhưng nếu có gì không hiểu tôi tới tìm anh nha. Vậy tôi đi trước đi. Hạ Cẩm Hề. Chủ nợ. Không ngờ cô ta lại dám không nghe điện thoại của mình. Thoải mái quá đi. Bây giờ tâm trạng của tôi cực kỳ tốt. Thấy chưa, tôi đâu có gạt cô đâu. Nhưng mà chỉ cần hôm nay cô thấy vui vẻ là tôi đạt được mục đích rồi. Mấy lời cảm ơn tôi cũng không nói thêm. Chuyện hôm nay coi như tôi nợ anh nha. Ân tình mà cô nợ tôi hình như là hơi nhiều rồi đó. Thưa anh, vậy cô không định trả món nào sao? Cảm ơn. Được rồi, anh nói coi tôi phải trả làm sao. Mời tôi đi ăn tối. Đương nhiên, nếu cô thực sự cảm thấy khó xử thì cũng có thể từ chối. Dù sao tôi cũng quen rồi. Chuyện nhỏ thôi. Anh chọn chỗ đi. Vậy tôi không tiết kiệm cho cô đâu nha. Là Cố Tây Thành gọi đó. Chủ nợ 16 cuộc. Nhiều vậy sao? Không lẽ công ty có chuyện gấp gì sao? Hay là cô gọi lại cho anh ta đi. Được, tôi đi gọi nha. Cậu sao rồi? Cố Tây Thành ăn hiếp cậu hả? Hay là Nam Cung Lưu Ly? Trả lời gấp. Kể từ giờ tớ không nhận bộ nữa. An An, đừng có lo nha. Lúc trước tớ còn thấy nể năng lực làm việc của cô ta, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tớ sẽ không nhận bộ đâu. Vào đi. Sếp Cố, ở đây có một tài liệu cần anh ký tên. Thời gian tăng ca đã qua từ lâu. Quan nhan không khuyến khích tăng ca. Về sớm đi. Thực ra thì em có một chuyện muốn nhờ anh. Nói. Em phát hiện một nhà hàng rất đặc biệt. Về mảng bổ sung chi tiết, nó cho em rất nhiều cảm hứng. Nên em đã đặt chỗ, muốn mời anh cùng em tới tận nơi để cảm nhận. Chắc chắn anh sẽ hiểu được thứ em muốn biểu đạt thôi. Bây giờ tôi quen về nhà ăn cơm rồi. Nhưng mà... Sao gọi mà không nghe máy? Hồi nãy tôi bận quá nên không nghe. Nói thật đi. Tôi không hiểu ý của anh là gì hết. Những gì tôi nói đều là sự thật. Có cần tôi giải thích giúp cho cô không? Hạ Cẩm Hề, cô đang ở đâu tôi tới đón. Tôi cũng có chuyện riêng của mình mà. Xin lỗi sếp Cố, anh không cần quản đâu. Alo, alo. Cô Hạ sao vậy? Cô ấy có sao không? Nhà hàng khi nãy cô nói ở đâu? Cách công ty hơi xa. Em về phòng làm việc lấy túi trước. Chút nữa gặp nha.
Không sao chứ? Không thèm để ý tới anh ta. Đúng là hôn quân. Đúng là hôn quân. Anh cười cái gì? Đâu có. Đừng có giận nữa. Đi thôi. Tôi mời cô ăn cơm. Đã nói là tôi mời rồi mà. Đi. Nam Cung, anh đang ở cùng với cô Hạ phải không? Cô ấy có sao không? Nghe nói tâm trạng cô ấy không được tốt, cho nên anh ra ngoài cùng cô ấy. Cô ấy không sao, yên tâm đi. Mong là như vậy. Bác Nhã, anh phải biết là lúc tâm trạng con gái không tốt thì chỉ cần ăn ngon là được. Anh có cần đưa cô Hạ đi ăn món gì đó ngon ngon không? Anh cũng đang nghĩ như vậy. Đúng lúc bọn anh đang chuẩn bị đi ăn tối. Em có chỗ nào giới thiệu cho anh không? Anh hỏi em là đúng người rồi. Em biết có một nhà hàng không gian và thức ăn đều rất ngon. Em gửi địa chỉ cho anh nha. Ăn cái gì bây giờ? Chọn nhà hàng khó thiệt đó. Đúng lúc bạn quanh giới thiệu của một nhà hàng cũng rất được đó. Tới đó thử không? Được nha. Với anh Toàn. Buổi tối ăn tối cùng Tây Thành. Giám đốc tìm em sao? Kế hoạch của ngày mai tôi đã liệt kê trên lịch trường. Cô chép xong thì về đi. Giám đốc yên tâm. Buổi tối ăn tối cùng Tây Thành. Nói trước là tôi mời nha. Anh cứ kêu thoải mái đi. Hào phóng vậy sao? Hôm nay tôi phải tiêu sạch số lương kiếm được từ Qua Nhan mới có thể rửa nỗi hận trong lòng của mình được. Phục vụ. Chào chị, cảm ơn. Gọi món cũng phải gọi số lẻ. Được rồi, cho chị 3 phần bít tết. Dạ được. Anh coi đi. Muốn ăn bánh su kem không? Cho 3 phần bánh su kem. Dạ được. Thêm 3 phần kem. Dạ. Cảm ơn. Trải khăn ăn giúp cho em đi. Được rồi. Cứ vậy trước đi. Cảm ơn Tây Thành.